mình miệt mài vãi chưởng. Thịt trâu à? Trâu à, trâu có bếp. Thứ hai nha anh em nhá. Anh em tôi bây giờ dự kiến sẽ đi hang. Chân hôm qua đi về dạo này ít tập thể dục nên là không được khỏe cho lắm. Nó bị căng cơ. Hôm nay anh em tôi đi vào hang nhá. Quên đấy, quên cảnh nhá, hang kia. Thì anh cảm thấy hang kia. Wow. Đấy. Tổ yến à anh? Được không? Âm ơi. Không biết tiếng gì luôn. Hang cái này, cửa hang đứng đây còn nhìn thấy này. Alan Dorin. Chạy đi. Trơn ngay nhỉ? Trơn chứ. Nhưng mà không nhôm qua. Không nhôm qua rồi. Rèn luyện đi. Ừ, hết, đi vào hết đây rồi. Rèn luyện đi. Lại vuốt tóc kìa. Thôi, ra đâu đấy. Ra đâu đi. Đắc sắc hàng. Ôi, đâu? Đắc đang rửa mắt. Cậu đang dừng cả thầy xe đấy hả? Cô tẩu đâu rồi? Cà phê bạn nhỉ? Cà phê. Cà phê này ạ. Cô
con đi kêu kinh nhỉ. Chim ấy. Lên chưa? Chưa thấy lên. Mỏi à? Mỏi. Bão mỏi à? Mỏi. Đủ nước vắt cái máy ảnh như bạn này. Ờ. Wow. Nhìn cái tí vậy. Thấy chưa? Đi run chân luôn. Ai trưởng thật. Không, mình đi tùy mình đi đoạn nào mình. Nhưng mà nó vào sâu ấy. Vào sâu. Nó còn chèo. Ờ thôi thôi. Đi đi. Em ở đây nha. Cởi giày. Cởi giày à? Anh em có xếp mà. Có cái mồm đúng không? Đấy, đâu rồi, anh cứ dậy nhé. Thôi anh vào đi, em về đi. À, hiện theo. Đi, đi để khởi dậy nhé. Đi, đi, anh vào đi. Đi đã. Đi, đi, em đi. Ô. Nếu mà anh khởi, em khởi. Đi, thì cầm giày đi rồi. Đây, 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 đây. Cầm giày xong tí đi, về đi giày đi. Trơn chết không, em không đi đâu. Đi, còn đây về. Thế đi gửi giày nhá. 500 một đô. Namadadada fa kucha da tanya singa migla maja. Namadadada fa kucha ta migla maja. Nem. Mas kichi. Nem nem nem. Là hả? Đấy. Tôi đi cùng rồi quay rồi. Ok lấy thế bạn lấy đèn pin đi. Đèn pin đâu? 5 cái cơ mà, đòi đèn pin. Cho anh mượn cái nào anh đi trước cho. Đấy. Yes. Ôi. Thì vào, mình vào bao nhiêu thì mình vào mà. Ờ thế tôi không nghe mệt. Đây này, một luôn này. Một cái món đi, bạn ơi. Lạnh. Mỗi người chết là mất con đây này. Này này này, bạn này bạn biết chưa? Chưa. Đây này. Đây đây. Chưa. Đi đi đi. Ôi, vãi chưa. Lặng lầu thế, đặt lệnh qua lên quay. Ở trên đấy con thấy không? Và mang cho ông Tây đi. Tây đi. Đi là đi rồi. Như thế nào? 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 Như thế nào
Đi đi chân đất dưới này thôi. Dưới này đi chân đất thôi chú ơi. Đắk Lắk rồi, mày đi. Ủa này này này, nước có chảy này, thành lỗ này, thành lỗ đấy. Hold hold hold. Cái con đằng sau sâu quá. Ok ok anh. Ok ok. Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi, anh bảo nếu mà thấy mấy ông kia ra là ra đấy. Ừ. Ra chưa? Thôi được, nó không nhảy rồi anh. Ừ, được rồi, nước rồi, nó bọt đấy. Thôi được rồi đấy. Các anh ra rồi mình ra luôn, không anh khóa cửa. Cho mình nhờ cái. Ông ấy không hiểu. Đây. Rồi, trong này cứ nhiều bậc nhỉ. Nước có chảy. Ôi, các anh ấy ra rồi mình ra luôn đi, không ông khóa cửa ấy. Có con người đấy, có 5 người. Có mấy người đấy? Nó toàn nước trong đấy. Thôi được rồi, thế được rồi. À, cho biết hang động. Được một thang đấy. Chung là như là chợ, như là mỗi người làm không phải đâu. Trời sinh ra đấy chứ. Hai. Hết chưa? Ui, dài nóng thế. Ua, ra đi. À, ok. Hả?
Nước ở chỗ bể bơi bãi tắm ấy lạnh nhờ anh ạ? Nước ấy mùi tí vào trong bảo là trong hang ấy còn lạnh hơn cả cái này này. Đây xuống đây. Đây à? Có đường mà. Đây. Có mấy cái lán đây mà. Không có lửa đâu nhỉ? Lại lấy mất mình rồi. Không lửa không đem ạ. Nhiều đây. Xuống đây nữa. Không có lửa. Tí quay lại thì vào hang. À. Đấy. Mình chơi quay lửa đấy. Quay. Ra chỗ lực cơ. Thôi, về. Chân căng cơ anh em ạ. Mỗi một bước đi nó là một cái sự căng. Nước ở đây xiết nhờ.
nước ở đây xiết nhờ. Thải đi. Đây nước xiết nhờ. Sướng mà. Trưa nay anh em ăn cơm luôn ở đây nhỉ? Ừ, được ạ. Anh em nằm được hết rồi à? Sướng quá.